Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Và hiện tại mình đã trở lại với cái cánh rừng mà lần trước mình gặp cái loài rồng Thanh Long. Mà hôm qua thì cũng hơi người nhà quê xíu nha. Bắt hai cái nhóc rồng Thanh Long cái về, muốn đẻ thì đẻ kiểu gì. Nhưng mà ít ra lần này trở lại thì mình cũng may mắn hơn là mình gặp cả Thanh Long đực nữa, rồng Thanh Long đực nữa. Ủa nhà mà khoan, từ từ. Mình đang bị nguyên cái đám thổ phỉ nó xúm lại nó ăn hiếp. Đâu rồi ta? Đây. Đánh nhau con xíu thôi mà rồng tán loạn hết rồi. Đặc điểm nhân dạng của hai cái giống loài này là ở cái phần dưới bụng á. Rồng Thanh Long đực thì sẽ có cái phần lườn bụng là màu đỏ đỏ, giống như là Thanh Long ruột đỏ vậy. Ui, Ripper đi ra chỗ khác. Đâu rồi, nào, rồng đừng nhút nhát như vậy nào. Trời ơi, rồng đực mà nhát dữ vậy. Đây. Trời ơi, mình với nhau không mà. Cùng là rồng với nhau mà, đâu có làm gì đâu. Sợ gì không biết nữa. Trời ơi, mình đúng thân thiện luôn á. Mà rồng nào cũng xa lánh mình hết. Chắc tại mình là rồng xanh lá nên là mấy cái nhóc này mới xa lánh mình như vậy á. Rồi bên đây, nhà mình có rồng cái rồi nên chắc mình sẽ không cần phải kiểu bắt thêm rồng cái về làm gì đâu ha. Ok. Wow, cái cánh rừng này toàn rồng cái không á, có một rồng đực à. Đúng hiếm luôn, rồng đực đúng hiếm luôn. Úi, làm bạn nha. Đó. Rồng Thanh Long con đúng dễ làm bạn luôn. Ủa, có con rắn độc. Đi chỗ khác nha. Mình sẽ thử làm bạn. Ê, định làm gì? Con rắn này. Nó định cắn mình đó. Bây giờ sao mình không đánh được nó nha. Ok, mình sẽ... Úi, làm bạn được luôn rồi. Wow. Chỉ với một trái táo thôi là mình đã kết giao được với rồng Thanh Long con rồi. Kìa, nhìn đúng dễ thương luôn. Được nha. Và mình có thể giảm cái thời gian. Ê. Bây nào. Ủa sao mình không đánh được con rắn này nha. What the heck. Trời ơi, con rắn này. Mình không đánh được nó nè. Rồi, đánh được rồi. Trời ơi, mình... Sao vậy? Sao mình lại nhỏ như vậy nhờ? Số mình sao á? Mới kết giao được với rồng con thôi là... Ồ, nữa nè. Còn rắn này nữa nè. Khốn kiếp thiệt chứ. No. Thôi, chắc mình phải thả rồng Thanh Long đực ra đây để tiếp tục mần ăn thôi. Tại vì phải có rồng đực với rồng cái ở cạnh nhau thì may ra mình mới có lứa rồng con tiếp theo được. Làm việc gì thì làm đi nha. Mình sẽ không có nhìn đâu. Không có nhìn đâu, cứ thoải mái đi nha. Được. Hào án. Ê, từ. Cẩn thận. Ây da, đó, ở đây cây ăn thịt người không mà. Ui da, nó mổ mình coi. Ủa sao mình đánh không được nha. Trời, đó cũng là nguyên nhân mà hồi nãy rắn nó cắn rồng của mình đó. Ui trời ơi. Mấy cái cây này nó ăn thịt quá trời rồng với lại khỉ ở đây rồi. Khốn kiếp thiệt. Còn cái cây nào không? Ok, hiện tại khu vực này nó hết cây rồi. Wow, đúng nguy hiểm luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục trở lại với việc kết bạn với rồng Thanh Long nè. Nào. Ok, lần này thì mình vẫn thành công nha. Chỉ với hai trái táo thôi. Nhưng mà chắc để an toàn hơn á, mình lên đồ cây trước cái đó. Tại vì trên đồ cây thì chắc chắn là sẽ không có rắn đâu, sẽ an toàn hơn ấy. Mình sẽ cho bạn rồng Thanh Long này ăn thêm. Tại vì khi ăn thì sẽ giảm được cái thời gian trưởng thành đi á. Hiện tại thì còn có 1 phút thôi. Rồi, rồng ăn mau cho mau lớn nha. Vậy còn 20 mấy giây nữa thôi là rồng Thanh Long sẽ lớn rồi nè. Chưa, đợi mình trông cho rồng Thanh Long lớn đi. Rồi mình hẳn xuống dưới xử mấy cái cây ăn thịt người đó. Sao? Để cho cái khu vực này an toàn hơn thì rồng mới có thể sinh sôi nảy nở rồi đẻ thêm nhiều cái lứa rồng Thanh Long con khác mới được. Quá là nguy hiểm luôn. Ủa đây rồi. Và đây là rồng Thanh Long cái nha. Cái phần lườn bụng là màu trắng nè. Ok. Và mình có thể cưỡi rồi. Đã vậy. Tuy nhiên thì rồng Thanh Long thì có tốc độ chạy không quá cao nha. Mình thấy vậy. Hoặc là do mình nặng quá, mình bự quá trời đất quá đất á. Cưỡi cũng hơi tội rồng Thanh Long á. Này, rồng thì có chút xíu à, mà tướng mình thì to đùng.
Không chậm mới lạ. Ồ, nhưng mà rồng thanh long có hiệu ứng đánh rất là dữ nè, có thể giúp mình dọn cỏ khá là tốt nha. Đấy, một cú hút của rồng thanh long thôi là cỏ xung quanh trụi lũi luôn. Tuyệt vời, mai mốt mình khai hoang đất mới á, chỉ cần đem rồng thanh long ra là kiểu gì dọn cỏ cũng siêu nhanh luôn á. Hợp lý nè, ôi có táo nữa. Lượm về, táo là món mà rồng thanh long khá là thích đó. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ bắt rồng thanh long thôi, không để ra ngoài nữa, kẻo rắn lại cắn rồng thanh long tiếp. Còn mấy cái cây ăn thịt người ở phía bên này đâu rồi ta? Ủa nãy mình mới thấy nó mà. Ủa nó đâu rồi? Ủa nãy mình mới thấy nó ngay bên đây mà, giờ tự nhiên nó biến mất rồi. Ok, nó biến mất thì cũng tốt. Chắc bây giờ mình về nhà luôn được rồi đó. Trên đường về mình có gặp. Ui cái gì đấy? Ê, bị ám sát. Mấy con chim láo tét này. Chưa nha. Ui dồi, lỡ ngớ là bị nó bứt lông nó chọi liền. Sợ thật. Mình gặp một cái chỗ của con Hyra. À, cái con này lần trước mình đánh nó vất vả lắm luôn á. Kiểu nó có cái khả năng hồi phục gần như là tương đương với bất tử nếu như mình không đủ lượng sát thương mà kích liễu nó. Rất là lợi hại luôn. Nhưng mà lần này mình đã sở hữu sức mạnh của rồng rừng xanh. Với khả năng đánh siêu nhanh thì để xem mình có chiến thắng được cái con rồng khốn kiếp đó hay không á. Chưa gì là nó đã nhào ra nó đi săn cá rồi cả. Lần này thì nó đang có 3 cái đầu đúng không? Rồi rồi rồi, tới củ kiệu người nè, phóng phi tiêu người trước. Một cái phi tiêu. Ôi chưa gụng được cái đầu nó. Ôi nhưng mà đánh nhau dưới nước là môi trường thích hợp để nó quẩy á nha. Thôi thì để mình bắt nó. Mình sẽ bắt nó đem lên bờ. Đánh nhau phải đánh nhau trên bờ cho nó xanh chín nha. Rồi vô kiếm chỗ nào trống trống coi. Chỗ này chẳng hạn. Ok, hơi nhiều ripper mà chắc không sao đâu. Có gì cho ripper nổ nó. Giờ thì lượm cục kẹo nó thôi. Vô. Trận chiến bắt đầu. Này thì hay ra. Này thì hay ra nè. Ui ui nó hồi một. Nó kìa. Các bạn coi kìa, nó hồi máu kinh lắm. Wow. Mình đánh mãi mà nó không mất máu luôn kìa. What the heck. Ui dồi, Ripper nổ mà nó không xi nhê luôn. Mình thì có nha. Khác gì hết đâu. Đây, các bạn thấy sự đáng sợ của con Hyra này chưa? Wow. Không ăn thua rồi. Người mua bản hack ở đâu? Người nói mau. Nổ cái địa chỉ đi. Chơi cơ cơ. Mình đánh nó không mất máu mà nó còn hồi máu lên nữa. Quá ghê gớm thiệt. Ui ui ui. Thôi, chơi mà sai hack như vậy là không ổn rồi. Chỉ có hack mới hồi máu vậy thôi. Chứ bình thường mà gặp mấy con bình thường là đi từ lâu rồi. Ừ, nhiều khi nãy mình không ăn táo nha. Ừ, dám do mình không ăn táo nên mình không mạnh bằng nó. Đây, mình ăn vài trái táo vàng coi. Mình giáp lá cài cho nó một trận. Lại nào. Lần này thì người sẽ nghỉ hồi phục nha. Tiếp tục là đánh vô phần người của nó. Rồi, để xem. Siêu tốc độ với siêu hồi phục, cái nào sẽ thắng? Ý. Mình chặt vào đầu nó thì nó cũng không mất máu được. Ui. À. Sao mà hồi máu một cách vô lý vậy? What the. Máu nó hồi kiểu gì á? Đường đường là một chú rồng rừng xanh. Nhưng mà gặp cái con Hyra xài siêu hồi phục đó thì mình cũng bó tay thôi. Nó hồi phục gớm thiệt. Ôi, thôi. Mạnh vậy cho nó chơi một mình đi. Ok, coi như ngươi mạnh đó. Và công nhận nó mạnh thiệt. Mình mà có khả năng hoặc siêu hồi phục giống như nó thì đỡ biết mấy. Ê, nhưng mà đánh không được con kia thì mình chỉ sang mình đánh con này. Con rồng không biết. Này thì rồng nè. Đó, các bạn thấy đấy, mình rõ mạnh luôn. Rồng mà chỉ cần bất cẩn thôi, ba nhát là mình lụm cục kẹo liền đó. Nhưng mà con Hyra đó thì ngược lại nha. Mình đánh nó không biết bao nhiêu nhát luôn mà không có thể nào hạ được nó. Thôi giờ chuyển sang loot. Loot vảy rồng đi. Loot được bao nhiêu vảy rồng? Ui ui. Ui gì đây? Ui what? À, gần đây còn một con rồng khác nữa. Là anh em của con rồng hồi nãy. Người láo. Một hit. Hai hit. Ba hit. Đó.
Vợ rồng mà lãng quạng làm chỉ cần 3 hit thôi là mình tiễn vong liền luôn. Sẵn dịp này chắc mình sẽ cày thật là nhiều vảy rồng đi. Lớn ơi, mình lại đủ vảy rồng rồi làm lò luyện rồng các thứ. Nhìn ngon luôn á. Xem nào. Rồng xám này sẽ cho mình bao nhiêu vảy? Oh man, rồng có cho mình có 3 vảy thôi. Ít quá à. Ủa, và đây là doanh trại của cái bọn thổ phỉ mà hay đi đánh lén mình hả? À, nay mình tìm tới nhà nó rồi. Nó xác định với mình. Mình tranh thủ mình vô mình coi coi có đồ gì quý giá mình lượm của nó liền. À, táo vàng nè, cái sừng lượm luôn. À, quýnh cái gì? Thích đánh không? Ồ, và cái con cầm đầu là nó sẽ rơi ra khối kim cương cho mình nhá. Ra là vậy. Rồi, còn mấy con lính lát này thì mình sẽ xử gọn nó thôi. May cho các ngươi là ta dùng hơi thở độc á nha. Chứ mình mà dùng hơi thở rồng lửa giống như lần trước là xác định nó hết. Hơi thở độc này chỉ kiểu như cho bọn chúng nếm mùi độc tố thôi. Mà cái chết này rất là đau đớn đấy. Nè nè, con này chuẩn bị đi nè. Con kia sợ quá phóng Ngọc Ender chạy. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ai cho ngươi chạy? Tới nhà rồi. Để làm ra được một cái giáp rồng kim cương. Hy vọng là rồng Thanh Long sẽ thích cái bộ giáp mới này. Ủa? Rồng Thanh Long không mặc được giáp. Ok, nếu không mặc được thì thôi, mình sẽ dành cái giáp này cho một nhóc rồng may mắn tiếp theo. Và rồng kỳ sĩ á, mình cũng đã thử dắt ông thêm vài lần về nhà rồi đó. Nhưng mà vẫn thất bại trong cái việc kết bạn với rồng kỵ sĩ. Chứ không là mình lại cưỡi được rồng kỵ sĩ các thứ rồi trang bị giáp vô. Là hơi bị ngầu luôn. Đây. Ở đây có tổ ong khác nữa nè. Rồi. Mặc dù cũng cố gắng kiểu làm bạn lắm á. Nè, mình lần nào mình mang ong tới, mình cũng dâng tận miệng như vậy đó mà không có chịu ăn. Ủa. Rồng kỵ sĩ này ăn chay rồi, không thích ăn ong rồi. Thôi không sao, cũng không có ép buộc được. Rồi bây giờ thì mình sẽ trở lại cái căn nhà cũ của mình để mình dùng cái khối chuyển sinh một cái đã. Lần chuyển sinh trước á, thì mình chỉ mới chuyển sinh được cái hình dạng nè và cái kỹ năng thôi. Nhưng mà sức mạnh thì chưa chuyển sinh được hoàn toàn á. Mình phát hiện ra là rồng rừng xanh còn có một cái nguồn sức mạnh mới nữa. Nhưng mà bây giờ mình cần phải chuyển sinh lại. Ủa? Ủa lên chưa ta? Hay là mình phải ăn trái tim nữa? À đây. Ở chính xác. Mình phải ăn trái tim thì nó mới kích hoạt được. Đó. Sức mạnh tiềm ẩn của rồng rừng xanh đó chính là có lượng trái tim khá là nhiều luôn. Trái tim nhiều như vậy thì chiến đấu hơi bị đã luôn á. Như vậy thì sắp tới khi chiến đấu thì mình sẽ tự tin hơn rồi. Và coi coi trong rương của mình được bao nhiêu vảy rồng lửa rồi ta. À, cũng không nhiều lắm nha. Hiện tại mới có một stack mấy thôi. Khá là ít. Chắc phải đi săn nhiều hơn nữa mới được á. Và nói tới đi săn á thì mình chợt nhớ ra là lúc trước mình có gặp một cái kiểu như là tổ của rồng băng ngàn năm. Mà vảy rồng băng này mình cũng không có nhiều lắm. Biết đâu bữa nay mình lại săn được rồng ngàn năm. Rồi kiếm thêm được cả đống vảy thì sao? Cũng có thể lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì mình sẽ bay qua đó để tìm kiếm lại cái hang rồng đó. Và với nguồn sức mạnh mới này thì để xem coi trận chiến của mình với rồng ngàn năm sẽ như thế nào đây. Như tới rồi nè. Ồ, chính xác. Ui. Ngoài ra thì level thành màu trắng vẫn còn nằm ở đây. Đã quá à. Nhưng mà giờ trời chưa có mưa nên là mình vẫn chưa kết bạn được với Leviathan ấy. Phải đợi một bữa nào trời mưa thiệt là to đi. Mình nhất định sẽ quay trở lại đây và kết bạn với Leviathan liền thôi. Còn bây giờ thì đột nhập vào hang rồng thôi. Hơi căng nha. Tới chưa? Rồng đâu? Ok, rồng kia. Rồng ngủ à. Mấy con này láo tét. Đi ra chỗ khác. Ui, ở đây lạnh quá mình. Ôi no. Ở đây lạnh quá mình không phun độc được luôn nè. Ui. Ok, nếu không phun độc được thì mình sẽ cấu rỉa tầm xa thôi chứ biết sao giờ. Rồi. Chích một cái phi tiêu trước rồi đã. Búp túp đồ đánh lẹ. Sau đó chích tiếp một cái phi tiêu. Ui. What? Oh my god. Sau khi chuyển sinh lại thì cái đòn đánh của mình bây giờ nó cực kỳ mạnh luôn. Đây rồi. Thì ra đây là sức mạnh tiềm tàng của rồng rừng xanh đi sao?
Chỉ với hai cái phi tiêu rồng, phi tiêu của mình thôi, là một con rồng ngàn năm đã nằm một đống rồi. Đã nha. Cái này là mình chưa nâng cấp mắc cái kỹ năng phi tiêu á. Đúng kiểu thời tới cản không kịp. Ok, tranh thủ lúc này thì mình sẽ lút liền cái xác của rồng luôn đi. Có được trứng rồng nữa thì tuyệt vời luôn nè. Nhưng mà có vẻ không tuyệt vời như mình nghĩ rồi. Chắc đây là rồng đực hay sao á. Nên là chỉ cho mình một stack máy vẫy thôi. Bắn bắn cái gì? Người thích bắn không? Đâu rồi? Này bắn nè. Rồng mình còn bam được á. Nhưng mà ở dưới này thì mình sẽ bị hiệu ứng stress nè. Nên mình sẽ rất là mau đói luôn. Thôi chắc mình nên té chỗ khác thôi. Chứ ở dưới đây một hồi là mình chết đói thiệt á. Nếu mà bây giờ mình có lại sức mạnh rồi, hay là mình trở lại cái chỗ của cái con Hydra hồi nãy nha. Nó dám láo với mình hồi nãy, nó dám ỷ là nó hồi phục mạnh á. Cái nó bán hành cho mình. Được á. Nhưng mà chưa, để mình giết mấy con rắn này cái đã. Giờ mình cực kỳ ghét mấy con rắn luôn. Gặp nó là mình phải giết cho bằng được. À, mình biết sao hồi nãy mình không phun độc được rồi. Tại vì mình bị dính cái hiệu ứng stress á. Như vậy là khi mình bị stress là mình không thể phun độc nữa. Ra là vậy. Hiểu vấn đề. Ủa sao mình bị hiệu ứng yếu đuối vậy? Đi bay bay ngang cánh rừng này. Hú hồn. Tưởng đâu gặp thứ dữ nữa chứ. Nãy mình thả nó đâu đó bên đây nè. Để mình tìm nó lại cái đó. Đâu rồi ta? Con Hydra gian manh đó đâu rồi nhờ? Ôi nó chuồn đi đâu? À đây. Vẫn ngồi đây hít cỏ à. Hít hoa đâu à. Thích thế nhờ. Giờ đón nhận phi tiêu của mình đi. Ui, phóng một. Phi tiêu rồng của mình. Dính trưởng chứ cưng. Phun độc ngươi nè. Ta sẽ phun độc ngươi. Ngươi biết phun độc, ta không biết phun độc à. Để coi độc ai mạnh hơn. Mình sẽ thi phun độc với nó. Độc mình bắt đầu phát huy công dụng rồi. Rén rồi chứ cứng. Ui, nó vẫn không xin nhê. Ui, ấy à, mình hết mana rồi. Này thì nhờ. Để xem với nguồn sức mạnh mới thì mình có thể hạ được nó hay không. Này, các bạn coi này, nó hồi máu liên tục. Mặc dù mình đánh mạnh cách mấy thì nó vẫn hồi máu được. Wow. Trời ơi. Vậy là suy ra con này nó còn mạnh hơn cái rồng ngàn năm à. What the heck? Really? Oh no. Rồng ngàn năm mình phóng phi tiêu mình còn hạ được, còn con này thì không. Con này trùm của game rồi. Ô mai chuối thiệt. Lạ nha. Trời ơi. Không hiểu luôn. Vậy là chỉ có duy nhất là rồng hang động sử dụng cái hơi thở rồng lửa thì may ra mình mới hạ được cái con Hydra đó thôi. Chứ mình làm rồng rừng xanh mặc dù kỹ năng có mạnh, đòn đánh có mạnh cách mấy thì vẫn không hạ được cái con Hydra đó. Kiểu như nó bị khắc chế ấy, kiểu vậy. Lạ lùng thiệt. Này, mấy con khác mình chỉ cần một phi tiêu thôi. Hoặc là một cái hơi thở độc nhẹ nhàng qua cái là ngậm củ tỏi liền. Ủa? Quỷ. Ở đây có một tòa tháp của bọn cướp dân làng. Bọn này xác định. Mình sẽ tới để xử từng tên hết. Xong mình đánh chiếm luôn cái tòa tháp của bọn chúng. Nó gần cái chỗ mà hôm qua mình bị ăn hạnh nè. Ra là vậy. Cơ hội báo thù đây rồi. Kích hoạt cái năng tăng tốc độ đánh trước rồi đó. Làm vài miếng thịt cho no bụng lại. Rồi, giờ thì tới cu kiệu bọn này thôi. Tiếp tục là hơi thở rồng độc của mình. Tấn công bọn chúng. Quét sạch liền. Đây còn tên nào nữa không? Chạy đâu? Ngươi chạy đường nào? Chạy đi đâu cho hót? Mình đã trở lại và lợi hại hơn hôm qua rồi. Chạy à. Không có tên nào được chạy hết. Trả giá đi. Nữa à. Phóng phi tiêu các thứ. Rồi bước vô, thích thì bước vô.
thích thì bước vô đây mà nút. Và vô đây thì chắc chắn rồi, mình sẽ mang về rất là nhiều ngọc lục bảo. Lần nào cũng vậy hết. Rồi. À, đây đây, có spawner nè, đập luôn. Xong chưa? Ui, vẫn còn à. Này thì đeo mặt nạ nè. Đeo mặt nạ thì cũng sẽ hít, hít độc từ hơi thở của mình thôi. Thì ra đây chính là sức mạnh bị giấu của rồng rừng xanh đấy. Có nhiều máu cái tự tin hơn hẳn luôn á. Ôi nhưng mà spawner hình như mình đập hết chưa nhờ? Hết rồi đúng không? Ui, vẫn còn mấy tên trong này. Dùng hơi thở rồng tiêu diệt lại mới được. Kẻ bọn chúng lại sinh sôi nảy nở trong này nữa thì mệt. Ui sao bọn chúng đẻ cá bạc vậy? Ui cá bạc đâu ra nhiều quá. Oh no. Bọn chúng đánh không lại rồi bọn chúng thả cá bạc ra bém mình kìa. Bọn này xảo trá thiệt. Rương thì trong đây gần như mình lút sạch sành xanh rồi. Giờ chủ yếu qua đây để mình báo thù thôi. Đó. Với cả là mình coi có dân làng nào bị bắt cóc không cái đó. Ui còn nhiều ngọc lục bảo tới vậy cơ. Mình đúng kiểu thành rich kid ngọc lục bảo luôn rồi. Đội nón kim cương thì cũng phải hết độc nè. Ôi ngọc dân làng bọn chúng bắt cóc để đâu nhờ? Đâu còn chỗ nào tiềm năng có ngọc lục, có dân làng đâu. Bây giờ nhưng mà mình đang bị kiệt sức gì đói à. Ui phóng phi tiêu hụt. Ui da, trời. Cái tên đó hung dữ vậy. Ui nó. Trời ơi, mình phóng phi tiêu hụt phát hắn chọi bơm lên liền à. À hình như cái cây này chọi bơm được. Bơm stick nữa. À nãy giờ các ngươi đánh bơm ta đúng không? Rồi các ngươi thích đánh bơm chứ gì. Thích thì chịu thôi. Mình sẽ chọi bơm bọn chúng. Ủa nhưng mà sao mình không chọi được nha? Hình như mình phải có bơm mình mới chọi được. Khó vậy. Không chọi cho bơm thì thôi. Mình chơi mình phun độc tiếp. Phía trên này bọn chúng không giấu dân làng thì chỉ có thể là giấu dưới lòng đất thôi. Mình nghĩ vậy. Ở đây thì đâu có đường xuống đâu. Mình đâu thấy chỗ nào đi xuống dưới lòng đất đâu. Bắn. Nè, đây cũng vậy. Ê, có nào trong này không? Trong này mình chưa vô. Nhiều khi trong này á. Để mình vô đây mình kiểm tra thử. Cũng không có. Ôi, mình nghe tiếng dân làng. Đâu đó bên này. Ui nha, nhưng mà bây giờ mình đang bị stress gì. Phải xuống những cái nơi tối tăm rồi. Mình phải ăn nhiều vô á. Ủa đâu ta? Mình nghe tiếng dân làng gần lắm. Ui tới rồi. Đây. Dân làng đừng sợ, tôi tới giải cứu dân làng. Đừng sợ. À thì ra mấy bác dân làng bị bắt nhốt ở dưới lòng đất này. Bảo sao hôm qua mình tìm mà mình không gặp á. Còn đâu nữa không? Ui, coi chừng cát đè nha. À, láo thế nhờ. Vậy là chắc có tên canh gác. Ồ, chính xác. Này thì mấy tên canh gác. Xử hết. Rồi, dân làng được tự do rồi đó. Hết sợ rồi. Đừng có sợ nữa, có đâu mà sợ, tôi đây mà. Ồ, dưới này là bọn chúng cất giữ châu báu đồ nè, kim cương đồ các thứ. Ra là vậy, sách sắc bén cấp độ 5 luôn. Tốt nha. Mình phải cất những cái món đồ mình cướp được từ bọn chúng vào ba lô thôi, nhiều quá. Lấy thêm vàng đồ các thứ về nè. Một ít kim cương. Ôi còn có bơm ở đây nữa, nguy hiểm thế. Thôi, dân làng tự do đó. Bây giờ mấy bác dân làng muốn đi đâu? Đây tôi dắt lên trên nhá. Đừng sợ. Không có gì phải sợ hết. Ui. À sợ nha, đang đói nè. Đang tính bay lên thì mình đói quá rớt ngài luôn ạ. Ok, giờ thì bay được rồi. Mình sẽ thả dân làng này tới một cái ngôi làng gần đây để cho dân làng có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Đây, trả dân làng về làng nè. Rồi, ok. Giờ thì chăm chỉ làm việc nha. Ủa gì đây? Láo thế nhờ. Đi bắn chim với giết skeleton à. Ok, vậy được. Mình cứ tưởng đâu dân làng kiểu như
lại bèm mình chứ. Hồi nãy chỗ này mình thấy nó còn... Kìa. Còn một cái hang rồng băng nữa. Ủa? À, nó là cục đất nha, gò đất nha, chứ không phải cái hang rồng băng đâu. Quê thế nhờ. Nhưng mà tới bây giờ sao trời vẫn chưa mưa ta? Tới lúc á, mình làm rồng hang động thì đi cũng tí xíu cái nó mưa. Trớ trêu thiệt sự, còn bây giờ mình làm rồng rừng á thì chả mưa tí nào hết. Cây thì... đằng kia có con lăng quăng biển kìa. Con này con mini ta. Để mình cho nó một cái phi tiêu là được. Nhẹ nhàng tình cảm. Con đằng này mấy nàng tiên cá giả mạo à? Đấy đấy, thử mê hoặc tôi đi. Tôi cho hít độc luôn. Này thì dám mê hoặc hả? Này thì dám mê hoặc rồng nhà lành. Đi luôn. À còn có trái tim à. Tốt, ăn thêm một trái tim nữa. Giờ là mình có thể lên được 43 tuổi rồi. Ê, đằng này có cái hang rồng dưới lòng đất nè. Và lại là rồng băng. Thời tới rồi. Chắc bữa nay là ngày để mình có thể đi săn rồng băng chứ không phải là rồng lửa rồi. Ok, nhưng mà không sao, có rồng băng cũng tốt. Giờ thì mình sẽ đột nhập vào trong trước để mình tiếp tục chiến đấu với rồng băng nào. Bữa nay mình có sức mạnh mới nên mình khá là thích chiến đấu với rồng luôn á. Ê, chết rồi, bắn hụt rồi. Oh no. Ôi mà rồng vẫn chưa tỉnh. Rồng ngủ say thiệt sự. Một hit nè. Rồi. Ê, lại đói. Từ từ, ăn miếng cái ra. Tiếp tục bắn phi tiêu. Ui, lần này rồng trâu hơn rồi. Hai phi tiêu của mình không thể hạ được. Nhưng mà cái thứ ba thì đã có thể hạ được rồi nha. Và đây là rồng xanh. À, vảy rồng xanh nhà mình hình như là không có nhiều lắm. Ở dưới này là mình cần phải ăn nhiều vô mới được. Tại vì mình bị kiệt sức á, bị stress đâu. Sao? Giờ thì trở lại với việc loot xác rồng nè. Để xem coi có trứng không nha. Có trứng đi. Trứng đi. Trứng. À... còn đúng cái nịt thôi. Rồng này cũng không cho mình trứng rồi. Xui vậy nhờ. Hai lần đi gặp tổ rồng băng toàn là rồng đực thôi. Ủa sao đây có quyển sách nhiều dòng ấy. Lượm luôn. Ui bà phù thủy này. Thích chọi thuốc độc không? Ui dạ, nhưng mà mình đang yếu quá, mình không phun độc được. Mà tính khà hơi thở độc á. Thôi chắc mình phải chuồn đi chỗ khác thôi. Với cả là kiếm thêm tổ rồng mới. Chứ cái tổ rồng này vẫn chưa cho mình cái trứng rồng rồi. Một cái tổ rồng lộ thiên. Ui nhưng mà sao lắc thế? Mình đi nhiều nơi quá, bây giờ cái map của mình hơi lắc rồi. Đập cái cục Waystone mà nó nứt làm hai luôn à. Sợ thật. Và đây là rồng rồng lửa rồi. Căng nha. Tại vì rồng lửa nó sẽ phun lửa, nó đốt mình các thứ á. Nhưng mà mình sẽ chủ động tấn công nó trước, trước khi mà nó thiêu rụi mình. Ok, đi sâu xuống nè. Vậy cái tổ sâu thế. Ui nó kìa. Nó thấy mình chưa? À chưa thấy. Mình sẽ chủ động phóng phi tiêu về phía nó. Một phi tiêu rồi. Thử với hơi thở độc thì sao? À quên, mình vô xuống đây mình bị bị stress không có phun độc được. Nhưng mà mình có thể phóng phi tiêu. Ây, nó cạp mình. Ui, mình hết bay được rồi. Phóng phi tiêu đó. Ui, cái gì? What? Oh. Từ. Mình bị con rồng với con Reaper tấn công cùng một lúc. Tí nữa thì đi rồi. Hên là mình nhiều trái tim á nha. Không là phải đó chắc mình đi thiệt luôn á. Một đòn duy nhất thôi mà kéo rỉa mình đã đóng sát thương luôn. Và cũng may là mình đã hạ được rồng á. Nên là mình sẽ lập tức loot liền cái xác này. Kẻo nguội. Để coi. Với rồng lửa thì sao? Trời ơi, rồng lửa cũng không cho mình trứng gì luôn. Ở cái ngày gì mà sao mình toàn săn được rồng đực thế nhờ. Xu thiệt sự. Mình phải đứng gần một cái hồ nhung nham như vậy để cho đừng có bị stress nữa ấy. Chứ lúc mình bị stress á, mình cực kỳ kiểu như là mau đói luôn. Ý là mình mang theo nhiều thịt rồi đó, mà nhiều khi còn muốn không đủ cho mình cạp ấy. Rồi mình sẽ ăn thêm trái táo cho nó hồi phục nhanh hơn đi. Ok, nhiều máu thì đi khám phá nó mới tự tin được.
Vừa mới hết stress thì giờ lại stress tiếp rồi. Trời đất ơi. Cái spawner. Ui may quá, đập kẹp. Ồ, và dưới này. Dưới này có một cái con xương đội nón các thứ nữa. Này thì láo nháo. Mình lượm được cái nón của nó luôn. Cái nón của nó sẽ cộng cho mình một may mắn ha. Ui, nhiều khi mình đổi cái nón này một xíu nữa, mình đi săn rồng các thứ, mình lút được trứng rồng á, nó cộng may mắn cho mình mà. Cũng hay. Vậy thì mình xin luôn. Mặc dù có cái nón may mắn nhưng mà nó cũng không cứu rỗi được cái nhân phẩm của mình rồi. Nhưng mà nói chung hôm nay thì mình đã tìm lại được cái sức mạnh thực sự của rồng rừng xanh rồi ha. Hình như mình quên mất mình có kỹ năng thợ săn á. Trời, bữa nay mình hơi bất cẩn nhờ. Phải chi mình dùng kỹ năng thợ săn thì ngỡ đâu mình lại hạ được cái con hay ra siêu hồi phục nữa thì sao. Nhưng mà không sao, có dịp mình sẽ gặp lại nó, mình sẽ dùng kỹ năng ngỡ săn này và thử săn con hai ra đó, coi coi có thành công hay không nhá. Chứ bữa nay là mình thất bại hai lần luôn rồi đó. Và bữa nay cũng là một ngày tuyệt vời của mình khi mà mình săn được khá là nhiều vảy rồng luôn nè. Mỗi loại thì có hơn một stack luôn. Hy vọng là mình sẽ sớm gom đủ vảy để mình có thể chế tạo được một cái lò luyện rồng và sắp tới nâng cấp vũ khí và trở nên mạnh hơn nữa. Ngoài ra thì bữa nay mình còn kết bạn được với cả rồng thanh long rồi đó nha. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình tìm kiếm thêm nhiều cái bạn rồng mới hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.